Hello, chào tất cả người nhà đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm các sự kiện mới ra mắt trong game nha. Anh em nào mà chưa biết thì có thể xem để làm nha. Rồi, thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn nhanh và dễ hiểu cho anh em. Ok, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái sự kiện khá là ngon, nhận được NPC miễn phí. Đây, cái sự kiện này anh em. À, đây, anh em sẽ nhận được NPC này nha. Để mình vào đây test thử cái NPC cho anh em xem nha. Rồi. Đây, NPC đó là bé này. Đây, vĩnh viễn luôn nha. Đó. Anh em nào thích NPC thì cứ làm thôi. Đó. Với lại sự kiện này cũng khá đơn giản luôn. Anh em chỉ cần làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Đó, anh em làm mỗi ngày vào làm nhiệm vụ hàng ngày thì anh em sẽ có thêm cái trái tim nè. Đấy, 120 trái tim một ngày nha. À, anh em góp sao đủ tới 700 trái tim thì anh em sẽ nhận được cái NPC này thôi. Hiện tại thì mình đã được 360 rồi. Đó, thì trong 360 này anh em sẽ nhận được những cái ô quà được nó khác nữa nè. Đó, ngon. Rồi, anh em cứ nhận thôi. Đó, tới điểm nào thì anh em nhận quà thôi ha. Ok, chủ yếu là lấy cái NPC miễn phí này thôi. Rồi, anh em cố gắng làm nha. Làm nhiệm vụ hàng ngày thôi là anh em sẽ được trái tim này thôi. Đủ 700 trái tim là anh em sẽ được NPC này. Rồi, cái sự kiện đầu tiên khá là đơn giản. Tiếp theo chúng ta qua cái sự kiện, à đây, cái này thì hôm bữa mình có nói rồi, đây là sự kiện nhận tướng SS miễn phí ha. Đấy, thì đợt nhiệm vụ của ngày này từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 á, là anh em đi đánh cái này. À, ok. Mỗi ngày anh em đánh được 3 lần ha. Rồi, đánh đủ 12 trận thì anh em sẽ nhận được hết cái nhiệm vụ ở cái mục của ngày này nha. Rồi, qua cái mục của cái ngày tiếp theo, anh em phải tới cái ngày đó anh em mới làm được nha. Hiện tại anh em bấm vô anh em làm nhưng mà nó sẽ không tính điểm đâu. Ok, cái mục ở đợt 3 này là anh em sẽ làm cái nhiệm vụ này, thì chắc tới đó mình sẽ làm video hướng dẫn anh em cái này nha. Ok, nói chung cái này cũng dễ thôi nhưng mà thấy nhiều anh em cũng vẫn hỏi á, mình sẽ cố gắng làm cho anh em. Rồi, tiếp tục nhắc lại thôi, sự kiện mới là cái này nè anh em. Cái sự kiện này thấy khá là nhiều anh em hỏi luôn nè. Ok, thì cái sự kiện này thì sẽ có hai mục nha. Bây giờ mình nói cái mục bên này trước đi. Đó, mục bên này á, thì anh em bấm vô nút xanh nè. Đó, nó đưa tới thẻ 12345 phải không? Đấy, thì cái này á, anh em... Đâu rồi? Đây, cái mục bên này, nếu anh em muốn nhận hết quà bên này á, thì anh em phải xài đủ 500 bình. Đấy, hiện tại thì mình đã xài được 24 bình rồi nè. Đấy, thì nói chung anh em làm tới mốc nào. Đây em thấy nè, có 24-50 nè. Anh em sẽ nhận được cái mốc quà đó nha. Rồi, cái bình này là gì? Đây, khi mà anh em khảm thẻ 123 hoặc là thẻ 45. Đây, bây giờ mình nói thẻ 45 luôn nè. Đây, đây mình để cái này. Cái khảm thẻ 45 á, mình đã có cái video riêng hướng dẫn chi tiết rồi. Anh em nào mà chưa biết khảm thẻ 45 á, thì anh em xem nha. Mình để lên dưới phần mô tả đó. Rồi đây, khi mà anh em sử dụng cái bình tím này nè. À, bình này bình hồng chứ, nhầm. Bình hồng. Đấy, giờ mình xài một bình nè. Đó, xài thêm bình nữa đây. À, anh em lựa cái dòng nào tốt nhất thôi, rồi anh em chọn thôi nha. Đấy, này mình làm mẫu thôi. Đấy, chứ không, nếu anh em muốn mà biết cái dòng nào ngon nhất á, thì anh em qua cái video hướng dẫn khảm thẻ 45 nha, xem nha. À, anh em biết coi nên chọn cái dòng nào thì anh em chọn nha. Rồi, này mình hướng dẫn làm sự kiện thôi. Đây, giờ mình qua lại nè. Đấy, bây giờ lên 26-50 nè, thấy không? Đấy, thì mình mới xài thêm 2 bình đó. Đó, hoặc là anh em xài cái bình này cũng được nè. Đây. Ok, đây đây. Bình thẻ 123 nè. Đây. Đấy, thẻ 123 cũng có cái bình cam nè. Đó, anh em cũng lấy cái đó, anh em khảm nha. Đấy. Là cũng sẽ tính luôn. Đấy, nói chung anh em xài bình hồng hoặc là bình cam này là được nha. Đây, anh em bấm vô bên này để qua chuyển qua bình cam nè. Đấy. Là nó sẽ tính điểm vô cái mục đó. Đấy, mục này. Đấy. Ok, mình đã xài được 27 bình cam hoặc là bình hồng đó là được nha, bình cam hay hồng gì cũng được hết. Rồi, tiếp tục bên mục này nè. À, thấy nhiều anh em á, bảo là chỗ này có cái hai cái vé vàng khá là ngon luôn, kêu mình hướng dẫn rất là nhiều. Thì cái này thì nói chung cái này dành cho anh em nào mà đại gia hay là dư giả, dư trái vàng thôi. Cái này anh em phải tiêu trái vàng nha, anh em phải dùng trái vàng. À, dù cái này thì anh em muốn được hai vé vàng này anh em phải xài 3.000 trái vàng nha. Đấy, còn móc tiếp theo là 10.000 trái vàng nè. Nói chung cái này tốn lắm. Nói chung này hiện tại anh em nào mà dư giả trái vàng thì làm. Đây, thì cái này thì anh em vẫn ở mục khảm thẻ 123 nè. Rồi,
giờ sẽ làm mẫu cho anh em nha. À, rồi sẽ khảm thẻ nhân vật lọ. Đây, khảm thẻ nhân vật này đây, khảm thẻ số 3 nha. Đấy, thì khi á anh em muốn khảm thẻ tăng các chỉ số phải không? Bây giờ mình thấy cái chỉ số giữa này đang ngon nè. Đó, thường thường anh em này mình nói luôn nè. Nếu mà thẻ 123 anh em khảm mà thấy cái dòng nào mà tăng chỉ số phần trăm á, mà tăng chỉ số chí mạng hoặc là sức mạnh nha. Ví dụ cái dòng này nè, dòng này là dòng cam luôn nha. Đấy, tăng chỉ số chí mạng nè. Đó. Nói chung anh em lựa lựa sao mà có cái chữ này nè, tăng chỉ số chí mạng là sức mạnh này đó, là anh em chọn cho mình ha. Ok, bây giờ mình muốn giữ lại cái dòng này, vậy dòng này ngon quá mà. Với lại nó đang sáng nữa. Anh em mấy cái ô mà nó tối này nè là không dùng được cho cái nhân vật này nha. Anh em chú ý nha. À, anh em phải đổi qua cái dòng khác hoặc là anh em chuyển qua cho nhân vật khác dùng. Đấy, nói chung khi mà nó sáng thì nó mới boost sức mạnh cho nhân vật này. Đó. Ok. Bấm qua đây. Rồi bây giờ mình muốn giữ lại cái dòng giữa này. Đó, bấm vô chỗ chìa khóa nè anh em. Đó là anh em thấy không? Muốn giữ lại chìa khóa là tốn 60 trái vàng. Đó. Rồi thì bây giờ mình giữ giữ dòng giữa và hai dòng hai bên đổi. Rồi, bấm nút vàng. À, tốn lần 20, ôi sao 60 trái vàng luôn. Đó, nói chung cái này tốn trái lắm, dùng dành cho anh em nào mà dư giả. Rồi, bây giờ có hai dòng sáng sáng nè. À, có dòng ở dưới cũng tăng 4,8 chỉ số xí mạng nè, nhưng mà chỉ có cái này dòng xanh thôi. Dòng tím cũng được nhưng mà cái này dòng tím này tăng chỉ số phòng thủ nha, giáp thôi. Đấy, nói chung cái nào mà tăng máu hay là tăng phòng thủ đi kia anh em bỏ đi. Đấy, giữ lại tăng chỉ số chí mạng sức mạnh rồi thôi. Ok, đấy. Rồi, nói chung tạm vậy đi. Đó, làm mẫu thôi. Ok, bây giờ mình ra lại sự kiện nè anh em thấy không? Đấy. Mình đã tốn hết 120 trái vàng. Wow. Đó là anh em sẽ nhận được nè. Móc đầu tiên. Đấy, giờ nói chung anh em muốn nhận được cái móc mà hai trái vé vàng nè. Thì anh em phải tốn 3.000 trái vàng nha. Đấy, thì anh em cứ vô đó anh em khảm này kia đó, anh em lựa dòng nào tốt nhất, anh em tiêu tốn trái là anh em hoàn thành cái nhiệm vụ đó thôi. Nói chung cái này mình cũng làm biến làm lắm nè. Đấy, còn anh em nào mới chơi á, tại tiếc trái vàng đi mà. À, tại tiếc trái vàng chủ yếu mình sưu tập tướng thôi mà. Đấy, nói chung á, cái bình cam anh em dành cho mấy anh em nào mà dư giả để khảm thôi. Còn bình thường anh em nào tân thủ mới chơi hoặc là anh em nào mà không dư giả thì anh em dùng bình tím này thôi nè, bình tím cơ bản này thôi nè. Đây, đây, bình tím này nè. Đấy, anh em muốn qua nâng cao hơn bấm bên đây nha. Còn cơ bản thì anh em dùng bình tím này thôi, khảm cũng được. Đấy, khảm rồi thấy chỉ số nào ok chọn thôi. À, đấy, bình tím này thì vô số, thoải mái, không có tốn gì hết á. Đấy, đây có cái chỉ số dưới nè, 4.9 nè, chỉ số chỉ mạng được nè. Đấy. Ok, ngon. Đù. Dùng bình tím này mà có cái dòng cam luôn kìa, ngon kìa. Đấy, ok, dòng này quá tuyệt vời luôn em. Đấy, chọn liền. Đấy, rồi. Nói chung em dùng bình tím nào mà nói chung mới chơi này kia hoặc là không dư giả thì dùng bình tím này thôi nha. Đấy, ok. Rồi, nói chung cái sự kiện này thì nó hơi chua, hơi tốn trái. Đây, ok nha. Mình hướng dẫn thôi, anh em dư trái thì làm nha. Rồi, tiếp tục. Một cái sự kiện cuối cùng là sự kiện này thôi. Anh em thông cảm nha. Dạo này nhiều việc quá. Hiện tại mình đang trốn gấp để làm video cho anh em nè. Nên mình hướng dẫn hơi sơ sơ xài. Cái này thì đơn giản thôi. Anh em cứ vào mấy cái ô nè. Đấy, nó mở ô nào thì anh em cứ vào đánh thôi. Anh em cứ đánh theo tầng ô theo thứ tự nha. Đấy. Rồi, đây. Vô thì nó mấy cái ô đầu tiên này thì nó cho anh em những nhân vật sẵn luôn nè. Đấy, anh em cứ vô em đánh luôn. Không cần phải xếp nhân vật gì hết nè. Chỉ có mấy ô cuối á thì anh em cần phải xếp nhân vật ha. Rồi, đây mình sẽ làm mẫu cho anh em cái nè. Ok. Vô trời. Ok, đấy, vô đánh bình thường thôi, nói chung dễ à. À. Khi anh em đánh xong á thì anh em sẽ có được điểm nè, anh em thấy không? Đấy, mỗi ô á nó sẽ có hiện cái điểm ở dưới nè, như cái ô thứ ba này sẽ được 1000 điểm nè. À, rồi anh em đủ điểm. Đây anh em đánh mỗi trận thắng xong á anh em được điểm như đây. Rồi em tích đủ 20.000 điểm là anh em sẽ nhận hết quà đây ha. Đấy, chủ yếu mình lấy trái vàng với lại vé vàng này thôi. Ok, anh em cứ đánh hết 4 cái ô nhỏ này nha. Sẽ có 4 ô nhỏ và một cái ô dưới nè. Hiện tại thời điểm mình đang làm video á là nó chưa mở nha. Đấy, thì vài bữa nó mở nó cũng sẽ có thêm 4 cái ô rồi anh em cũng đánh vô đánh rồi anh em tích điểm thôi ha. À, tích điểm đủ thì anh em sẽ nhận quà thôi.
Ok. Ví dụ cái ô thứ ba này nè, khi anh em đánh xong sẽ được 1000 điểm nè, nó có ghi cái điểm ở dưới nè. Đó. Anh em cứ đánh tích lũy từ từ, anh em đủ 20.000 điểm thì anh em sẽ nhận hết quà ở dưới đây thôi. À, hiện tại mình đánh hai ô đầu được 1000 điểm rồi nè. Đấy, chủ yếu là lấy trái vàng với lại mấy xanh tím quay tướng ngẫu nhiên thôi. Đấy, anh em cứ đánh hết cái ô nha, bốn ô nhỏ nè, rồi một cái ô giữa lớn ở giữa của Katakuri nữa thôi. Ở trong đó cũng sẽ vô đánh cũng tương tự vậy thôi nè. Đấy. Hiện tại thời điểm mình làm video thì nó chưa mở nha. Đấy. Còn nếu mà lúc nó mở ra mà khó quá thì mình sẽ làm video riêng về cái sự kiện này cho anh em nha. Nếu anh em nào không hiểu hoặc là muốn mình làm á thì anh em cứ bình luận bên dưới thì mình sẽ làm thêm cái video về sự kiện này ha. Hiện tại do thời điểm mình làm video là cái mục này nó chưa mở nên mình cũng chưa hướng dẫn được ha. Rồi, ok thì anh em cứ vô tiếp tục đánh bình thường thôi nha. Chắc thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Anh em thông cảm nha, bữa giờ mình cũng hơi bận nè. Hiện tại mình đang trốn ở góc để làm video cho anh em nè. Nên bữa giờ ra video hơi chậm nha. Với lại video này mình cũng làm cố gắng làm nhanh nhất, ngắn gọn cho anh em dễ hiểu thôi ha. Ok, có gì anh em thông cảm nha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Nhớ like và chia sẻ video giúp mình cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Anh em không hiểu cái gì thì cứ để lại bình luận bên dưới. Mình biết thì mình sẽ trả lời cho anh em ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Bye bye.